MU gây choáng giá bán Harry Maguire, lộ lương Onana về Old Trafford thay De Gea, Haaland thúc giục Atalanta đồng ý quỷ đỏ là những tin chuyển nhượng mới nhất hôm nay, 11 tháng 7. MU gây choáng với giá bán Harry Maguire. Erik ten Hag rất muốn thanh lý nhanh chóng nhóm cầu thủ không có trong kế hoạch của ông ở MU mùa tới. Vừa dọn dẹp đội hình vừa có thêm tiền bổ sung mua mới. Tuy nhiên, các fan không khỏi choáng váng khi biết mức giá mà quỷ đỏ muốn thu về từ trung vệ Harry Maguire, 50 triệu bảng. Người ta đã đặt ra câu hỏi, liệu đây có phải là một trò đùa? Harry Maguire bị chế nhạo không ít vì thường xuyên mắc lỗi khó đỡ trên sân, gây họa cho MU. Anh được cho nằm trong danh sách MU muốn bán hè này và hiện được West Ham quan tâm. Tuy nhiên, nếu quỷ đỏ hét giá như trên thì đội bóng của huấn luyện viên David Moyes sẽ từ bỏ ý định tức khắc. MU đòi bán Harry Maguire giá như trên thì việc kiếm được người mua là rất khó xảy ra. Do đó, trung vệ 30 tuổi này dễ ở lại Old Trafford trước khi quỷ đỏ chấp nhận hạ giá yêu cầu. MU từng chi giá kỷ lục thế giới 80 triệu bảng mua Harry Maguire từ Leicester City về hồi 2019. Hiện vẫn đang còn nợ khoản phí 26,6 triệu bảng với hợp đồng có thời hạn đến hè 2025. Haaland thúc giục Atalanta chấp nhận đề nghị của MU. Calcio Mercato cung cấp tin mới nhất, Rasmus Haaland thúc đẩy chuyển nhượng đến MU, muốn Atalanta chấp nhận lời đề nghị của đội chủ sân Old Trafford. Theo nguồn này, sao trẻ người Đan Mạch mong có thể gia nhập quỷ đỏ, chơi ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, Premier League. MU đã hỏi mua Haaland với giá 35 triệu euro nhưng bị đại diện Serie A từ chối tức khắc. Sau đó, quỷ đỏ được loan báo nâng giá lên 45 triệu euro cho Haaland cũng không thành công. Đội bóng của Erik ten Hag dự kiến chốt giá cuối cùng mua Haaland trong ít ngày tới. Họ tin rằng con số 50 triệu bảng, 59 triệu euro có thể thuyết phục Atalanta bán chân sút 20 tuổi. Phía Haaland thúc giục Atalanta hãy bán anh cho quỷ đỏ. Tiền đạo Đan Mạch, được xem là Haaland mới, đã ghi 12 bàn và có 7 pha kiến tạo cho Atalanta mọi đấu trường mùa vừa qua. Lộ lương Andre Onana về thay De Gea. Erik ten Hag trên đường đón học trò cũ. Thủ thành Andre Onana, Inter Milan, về thay De Gea làm số 1 ở Old Trafford mùa tới khi MU gần như đạt thỏa thuận về mức giá kèm phụ phí với Inter Milan. Có nguồn cho biết, đại diện Serie A chấp nhận mức phí 55 triệu euro, nhưng cũng có thông tin quỷ đỏ phải chi đủ 60 triệu euro để có được Onana như yêu cầu. Theo Sport Media Set trong cuộc gặp ngày 10 tháng 7, quỷ đỏ chốt xong lương, thưởng với Onana. Cụ thể, người gác đền Cameroon sẽ ký hợp đồng 5 năm với MU, lương 7 triệu euro mùa, gần 135.000 bảng tuần. Trước khi De Gea rời Old Trafford sau 12 năm, anh hưởng lương 375.000 bảng tuần. Andre Onana tỏa sáng tại Inter Milan sau khi gia nhập theo dạng tự do vào hè năm ngoái. Bản thân Erik ten Hag từng làm việc với thủ thành 27 tuổi ở Ajax trước khi đến MU, nên biết rõ đó chính xác là người ông cần.